Tôi là Thúy. Tôi 20 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình ba người tại một vùng quê yên bình. Tôi từng có một tuổi thơ sóng gió với những cuộc cãi vã của cha mẹ và sống thiếu thốn tình yêu thương khi cha qua đời. Nhưng khó khăn hơn cả, tôi chẳng thể nghe và nói như những bạn bình thường. Đó là những câu chuyện ý nghĩa về cuộc đời, về cuộc sống xung quanh của những người khuyết tật. Không màu mè, không hoành tráng, nhưng tình cảm và sâu sắc họ gửi gắm qua những động tác múa bóng uyển chuyển. Vì ngôn ngữ của chúng tôi sử dụng là ngôn ngữ hình thể nên múa bóng rất phù hợp với chúng tôi. Hồi còn nhỏ tôi cũng hay tự nhìn vào cái bóng của chính mình trên tường, nên khi có cơ hội tiếp cận môn nghệ thuật này, tôi cảm thấy rất hào hứng. Với ba chủ đề gia đình, thiên nhiên và những chuyến đi, chương trình Chuyện Chiếc Bóng là một hành trình nơi các bạn trẻ khuyết tật nói lên những quan điểm của mình về thế giới xung quanh. Những người khuyết tật sẽ mang tiếng nói của các bạn ý đến với mọi người, rằng là mọi câu chuyện đều đáng được tôn trọng và được lắng nghe. Các bạn khiếm thính rất là phù hợp với cả cái ngôn ngữ này, bởi vì các bạn vốn dĩ đã quen với cái việc sử dụng cơ thể để kể chuyện rồi. Những cuộc cãi vã hãy thay bằng những bữa cơm gia đình ấm áp. Đừng chặt cây mà hãy chăm sóc chúng. Đừng thờ ơ mà hãy yêu thương nhau dù có ở hoàn cảnh nào. Chuyện Chiếc Bóng không chỉ dừng lại ở một buổi biểu diễn mà còn là nơi người khuyết tật được bước ra khỏi chiếc bóng của mình để hòa nhập với cộng đồng.